Xin quan chào mừng tất cả quý con trở lại kênh YouTube cùng Noga vừa. Đó thì buổi chiều ngày hôm nay các bà con, Kia thì đi Mỹ Thành Bắc ha. Mỹ Thành Bắc của Cái Bè Tiền Giang. Đó, đi vào thăm cái vườn mít của ông anh mình đó bà con. Đó, trái nè. Đó, bà con thấy trái nè. Đó, cây này thì cũng 2 năm tuổi ha bà con ha. Đó. Thì cũng áp dụng theo cái quy trình của Kia xử lý từ cái khâu mà chúng ta xử lý tạo mầm bông đó. Đến giai đoạn nuôi trái luôn. Đó đây. Nói chung thì cái kết quả ra rất là đạt luôn đó bà con. Đây. Cây này 2 năm mà cái gốc cũng cho nói chung là cơ bản vừa vừa thôi. Đó, nhưng mà hầu như là trái đẹp. Trái đẹp không à. Cho nên là anh chủ nhà vườn ảnh không có đành mà cắt bỏ bà con ơi. Đó, trái nè, ra nè. Mấy con thấy là ra đẹp cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, cuốn nào cuốn nấy thì thôi nó vàng óng ánh luôn. Đó. Đây, ôi ôi quá dữ luôn anh Út ơi. Đó, trời ơi, có trái bên đây nữa nè anh Út ơi, hết hồn rồi. Đó, đó. Trái nó đẹp cỡ này nè bà con. Kêu sao cắt mà anh đành lòng mà anh cắt được, không có đành lòng cắt được. Đó, cái trái này thì nó chung một cái cuốn nhưng mà nó nằm sát ở trong cái thân. Đó, trong cái thân, thân nuôi, thân nuôi luôn. Đó, đẹp nè. Đó, đẹp nè bà con ơi. Ôi ôi, hết hồn hình dung rồi. Đồi đây nữa nè, quá tuyệt vời luôn. Đó thì cái trà mít này thì chúng ta sẽ thu hoạch vào trong cái thời điểm của tháng 9 nha bà con nha. Tháng 9 âm lịch. Đây này, cây này bốn trái nè, cái gốc cao lớn nè, anh để bốn trái nè. Kia kêu anh cắt trái đâu thôi, giờ bữa nay giá 5-8-60 ngàn, sao đành cắt nổi, cắt không nổi đâu bà con ơi, cầm kéo cầm không nổi. Đó. Đó, bà con thấy nè. Đó thì cái kết quả mà chúng ta áp dụng theo cái kỹ thuật làm bông. Đó thì anh cũng thường xuyên theo dõi cái kênh YouTube cũng của Kia. Đó thì anh cũng áp dụng. Đó thì ngày hôm nay thì Kia vô tới tận vườn luôn rồi. Đó, tận vườn luôn để chia sẻ thêm cho ảnh về cái kỹ thuật mà cho ảnh nuôi trái bà con. Đó, để cho nó đạt hiệu quả ha. Đó, thì cái cơ bản thì ảnh xử lý bông hiệu quả tuyệt vời rồi. Đó. Quá trời ok luôn. Đó, thì cái dinh dưỡng Somat Gia Băng, Somat Gia Băng và cái phân NPK 20-20-15. Anh Út ơi, nghe nè, nghe nè. Cái này đôi khi mà ảnh bao trái nó còn một chút nhiều vấn đề mà hơi sơ sót xíu rồi bà con. Đó. Mấy này anh bao mấy này là nữa, mấy này nó rụng hết nè. Mấy lá, đúng rồi, mấy cái lá đó nó rụng hết đó. Bao ra ngoài đúng không? Đúng rồi, anh bao chỉ bao cái trái thôi. Đó, đó. Anh muốn chụm này luôn đúng không? Chụm hai trái luôn hay gì? Rồi. Chụm hai trái bao hai, chụm là hai trái luôn. Hai trái luôn. Ừ. Nó ok vậy đó. Đó. Nó. Để cái lá ngoài cho nó quang. Đúng rồi, không? Để cho nó quang hợp anh. Chứ anh bao ít ngày cái đầu nó hầm ở trong chỗ nó rụng lá là xong luôn. Để trái bên kia nữa kìa. Chỗ bên kia là. Sợ sâu nó vô. Dạ. Sâu nó lụm. Đó, mình chừa mấy cái đó lại. Đó, này bà con. Đó mình bà con nhớ nha, bao mình chừa những cái lá phổi lại nha. Đó. Để cho nó quang hợp, để cho nó vận chuyển cái dinh dưỡng, cái lá rai này nó cái nhiệm vụ đó rất là quan trọng luôn. Đó. Nó là một cái nhà máy mà để xay xát cái lúa gạo như là quá trình mà vận chuyển dinh dưỡng đó bà con. Rất là nhanh tại vì nó gần cái cuống mà. Khi mà nó quang hợp, nó quang hợp nó vận chuyển dinh dưỡng rất là nhanh luôn. Đó. Mà còn lưu ý nè, cũng còn số trái nè. Đó, số trái anh bao còn nè. Sửa lỗi này luôn đi anh. Cái lá đó nó bình thường nó ấy nó rụng thôi chứ hơi chịu, nhưng mà cái giai đoạn mình bao mình phải kỹ đó, kỹ lại đó. Đó bà con thấy ha. Đó, đơn giản nhưng mà những cái yếu tố cơ bản như thế vậy bà con nhớ áp dụng nha. Đó, để cho nó đạt hiệu quả. Đó. Nè, cây trái mà đang lớn nè bà con thấy thấy những cái đọt nè. Đó, những cái đọt nè, cái lá nó rất là xanh, rất là dày nè. Đó, thì tất nhiên thì cái dinh dưỡng mà để cho nó đi về cái hướng ngọn á, thì hầu như là rất là hiếm ha, rất là hiếm để nuôi cung cấp và nuôi trái thôi. Ôi trời ơi, 2, 4, 6 trái. Ôi ôi, 6 trái nè bà con. Anh đâu có đành lòng nào mà anh cắt được.
Nó 58.000 kêu anh cắt rồi, nó cầm kéo nặng quá, nặng anh đâu cắt được bà con. Đó bà con thấy nè. Đó. Thì cái chế độ dinh dưỡng á, nếu mà cái cây mà mình để trái nhiều như này nè bà con nè. Đó, thì cái sô mát cho băng ha. Đó thì bà con 10 ngày bà con tưới cho cây ăn lần. 10 ngày tưới lần. Nhà và cái 20 15 khi lung mà trái còn nhỏ như này nè. Đó, thì bắt đầu là gì? Là mình cũng gãy cho kia ha, tầm tầm khoảng cỡ 100g gốc thôi. Đó, nhưng mà 10 ngày gãy 1 lần. Đó, thì cho cái dinh dưỡng nó đầy đủ đó, bà con. Đó. Để cho cái trái mình nó lớn cho nó nhanh ha. Nhất cái hai là cho để cho nó tròn đều. Đó. Con đừng có để mà cái nó mất cân bằng dinh dưỡng. Mất cân bằng dinh dưỡng thì cái trái nó thường là nó bị méo rất là nhiều. Mà đã khi trái nó bị méo rồi thì chúng ta phục hồi chúng ta lấy lại chung là rất là khó luôn. Đó. Mình hết rồi. Hết chưa? Hết rồi phải không? Ờ, của mình hết rồi đó bà con ha. Còn qua bên đây là của người khác rồi, cho nên bà con thấy không thấy trái ha. Đó. Đây cái cây của mình đây. Đó, về của mình cái là trái là cây nào cũng có luôn đó bà con ơi. Đó. Thì công ty BOC Băng cũng vừa mới ra mắt cho quý bà con ha, cái dòng sản phẩm là 20 20 15, dòng tháp cao luôn quý con ha. Chúng ta gãy xong chúng ta tưới nước nó tan rất là nhanh luôn. Đó, thì để nó tan nhanh như thế vậy ha, là cũng là một cái điều kiện để cho cái hệ rễ cây nó hấp thu nhanh. Đó, để cho nó vận chuyển cái dinh dưỡng để nó nuôi cái trái. Đó. Cái này em thấy còn nhiều nghe Nốt ơi, còn nhiều cái gì sửa kỹ kỹ nghe Nốt. Dạ. Dạ. Đó là bà con thấy ha. Trái rất là đẹp luôn. Cái trái mà chúng ta nuôi mà nó đẹp tới cỡ này nè, là cái dinh dưỡng, yếu tố dinh dưỡng là cái yếu tố quyết định về cái năng suất về sau bà con. Đó, và về cái chất lượng của thương phẩm nữa. Đó. Trái mà chúng ta quản lý không tốt thì đôi khi cái trái nó giật nó méo. Đó, thì sau này cái trái nó đôi khi khoảng 15kg nữa bà con. Đó, nhưng mà cái trái méo thì về cái giá trị ha, cái giá trị thương phẩm thì nó đã không còn nữa. Thì đưa về gì mít chợ, mít chợ, mít ba chứ bà con. Đó thì cái giá lúc nào thì nó cũng sẽ thấp thôi. Đó thì cho nên quý con lưu ý cho kia về cái quá trình mà chúng ta dinh dưỡng ngay từ ở cái thời điểm ban đầu này. Đó, để cho nó đạt hiệu quả quý con nha. Đó, và đồng thời nữa là gì? Ở ngoài lá thì quý con phun cho ra là cái 12-8-20 hoặc là chai gheo lưỡng trái. Đó. Đó. Thì nếu mà phòng mà ngừa đấm bệnh luôn thì quý con phun cho kia luôn là gì? Là cái ăn win. Đó thì chúng ta cộng cái ăn win vô luôn để giúp cho cái lá cho nó xanh bóng luôn. Cho nó xanh bóng, ngăn ngừa bệnh ở ngoài lá luôn. Đó thì cái lá nó xanh nó dày. Đó thì nó vận chuyển dinh dưỡng càng nhanh thôi. Đó. Rất là tuyệt vời luôn quý bà con ơi. Đó thì quý bà con cũng nhớ lưu ý cho ra ha, cái vấn đề mà chúng ta bao trái như này nè, lâu lâu thì quý bà con cũng phun thuốc sâu cho kia cử ha. Đó thì cái thuốc sâu 068 đó thì công ty BO Sài Gòn cũng vừa mới ra mắt cho quý bà con. Đó thì hầu như là tất cả đại lý của công ty BO Sài Gòn đều có sản phẩm đem về tới đại lý rồi hết bà con nha, để phục vụ cho tất cả quý bà con. Đó, chúng ta làm vườn để cho nó đầy đủ những cái chủng loại thuốc để kịp thời phòng trị những cái nấm bệnh như là sâu bệnh hại ha quý con nha. Đó, để cho nó đạt hiệu quả, để cho chất lượng thương phẩm của trái gì sau để cho nó đẹp hơn, nó ống ả hơn bà con nha. Đó thì một lần nữa thì Kia cảm ơn tất cả quý bà con theo dõi video này của Kia. Đó thì bà con thấy video hay, bà con nhớ đăng ký kênh, like, subscribe cũng như là tạo động lực cho Kia tiếp tục cái quá trình mà đi chăm sóc vườn cho tất cả quý bà con. Đó thì quý bà con ở cái vùng mà Thiên Hộ, Tiền Giang cũng như là Cái Bè, Tiền Giang. Đó thì quý bà con hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. Kia có để lại hai số điện thoại trên màn hình đó. Đó thì Kia cũng sắp xếp vô tận vườn cho tất cả quý bà con. Đó thôi thì ngay bây giờ thì Kia cũng xin tạm kết thúc video đây. Giờ hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18:30 hàng ngày quý con nha.